Chào anh Khoan Đố. Vâng, chào anh ạ. Trước khi vào chia sẻ mọi vấn đề, Dương Vi sẽ đọc một bài báo xét xử Đào Quang Thực. Đối với cái việc mà sáng nay ấy, cơ quan Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình đưa ra xét xử tên Đào Quang Thực ấy, thì có hai mẹ con Trịnh Bá Tư và Cấn Thị Thêu cũng muốn đến tham dự phiên tòa nhưng bị cơ quan chức năng người ta không không cho phép vào tham dự cái phiên tòa đó. Thì Dương Vi sẽ đọc nguyên văn cái bài báo pháp luật viết về cái vụ xử tên Đào Quang Thực. Ngày 19 tháng 9 tại Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đào Quang Thực, sinh năm 1960 tại xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, hộ khẩu thường trú và chỗ ở tại xóm Trúc Sơn, xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo khoản 1, điều 79 Bộ luật hình sự năm 1999. Tại phiên tòa cũng như tại cơ quan điều tra, Đào Quang Thực đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, căn cứ vào lời khai của những người làm chứng tại phiên tòa, lời khai của bị cáo, nội dung bản cáo trạng và các chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình xét thấy mức độ và hành vi phạm tội của Đào Quang Thực mang tính chất nghiêm trọng. Do đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đào Quang Thực mức án 14 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, phạt quản chế bị cáo Thực 5 năm tại địa phương sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Nội dung bản cáo trạng nêu rõ Đào Quang Thực nguyên là giáo viên trường tiểu học Triệu Phúc Lịch, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Trong quá trình sinh sống và công tác, Đào Quang Thực nhiều lần vi phạm pháp luật, thường xuyên gây mất đoàn kết trong nội bộ cơ quan và nhân dân bị chính quyền địa phương xử lý. Từ đó, Đào Quang Thực đã nảy sinh tư tưởng bất mãn và để thực hiện hành vi hoạt động chống phá nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, Đào Quang Thực đã sử dụng hai tài khoản Facebook và hộp thư điện tử để liên lạc móc nối với các đối tượng phản động trong và ngoài nước, đồng thời đăng tải nhiều bài viết về bài và chia sẻ bình luận có nội dung phản động. Đào Quang Thực đã viết đơn xin gia nhập tổ chức Chính phủ Việt Quốc gia Việt Nam Lâm thời, một tổ chức phản động khủng bố với tôn chỉ mục đích là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng bạo động vũ trang và nhằm có nhiều hoạt động bài viết chống phá tuyên truyền nội dung phản động rồi gửi tới tổ chức này. Tổ chức Chính phủ Quốc gia Lâm thời á, là tổ chức của Đào Minh Quân. Chắc ông này nhận ông Đào Minh Quân là con cháu hay anh em họ hàng xa gì với Đào Minh Quân này. Từ đó, Đào Quang Thực đã được kết nạp vào tổ chức này và được bổ nhiệm giữ chức vụ chính nguyện đoàn Hòa Bình. Việc làm này của Đào Quang Thực đã nhiều lần bị cơ quan quản lý nhà nước nhắc nhở và Đào Quang Thực cũng đã viết cam kết sẽ dừng các hành vi chống đối và không tham gia các tổ chức phản động. Tuy nhiên, sau đó Đào Quang Thực lại càng hoạt động phản động mạnh hơn, thậm chí Đào Quang Thực đã móc nối cùng một số đối tượng phản động lên kế hoạch tổ chức khủng bố sát hại những cán bộ cao cấp ở Thanh Hóa và Hòa Bình. Qua thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, các cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình đã phát hiện hai tài khoản Facebook của Đào Quang Thực thường xuyên đăng tải nhiều bài viết, bài chia sẻ, bình luận có nội dung phản động chống nhà nước.
Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ về hành vi vi phạm của đối tượng, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Hòa Bình đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Đào Quang Thực. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ có liên quan đến hoạt động phản động chống phá nhà nước của Đào Quang Thực. Với hành vi phạm tội nêu trên, ngày 11 tháng 7 năm 2018, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã truy tố Đào Quang Thực về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Đấy, đến hôm nay, thì cơ quan Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã đưa ra xét xử với mức án là 14 năm tù cùng với 5 năm quản chế. Thì trước lúc đưa ra xét xử này có tên Trịnh Bá Thanh. Đấy, cũng rêu rao về việc muốn tham gia dự cái phiên tòa xét xử tên Đào Quang Thực này và mụ Cấn Thị Thêu. Mọi người không lạ gì hai ba mẹ con này. Đấy. Bọn chúng đã từng có liên hệ ở trên Facebook. Mà Đào Quang Thực ấy, thì cũng cùng họ hàng với tên Đào Minh Quân. Chính vì thế tức là nhận anh em con cháu họ hàng xa để nhằm chống phá đảng nhà nước, đòi lật đổ chính quyền nhân dân. Cái tên này hoạt động rất là lâu, đặc biệt hắn cũng tham gia vào cái việc mà kêu gọi biểu tình biểu tọt ở Nghệ An, Hà Tĩnh, và cái việc mà hắn tham gia kích động mọi người xuống đường biểu tình năm 2017. Chính vì vậy á, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ hắn là đúng, đúng người, đúng tội. Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình xử thế là quá chính xác. Chính vì vậy, qua đây cũng là một bài học cảnh tỉnh cho những Facebooker đang tuyên truyền xuyên tạc có ý chống đảng, nhà nước nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Đặc biệt hơn, từ sau cái việc mùng 2 tháng 9 đến mùng 4 tháng 9, các thế lực phản động ở hải ngoại ấy, kêu gọi bà con nhân dân trong nước tham gia biểu tình chống đối đảng, nhà nước kia không xảy ra, thì các Facebooker ở trong nước lập ra rất là nhiều diễn đàn, nhưng các diễn đàn nó chưa được nổi lắm. Đấy, chỉ có khoảng mười mấy hai mươi người người ta đang xem thôi. Thì những cái diễn đàn đó đều được cơ quan an ninh, đặc biệt là bên truyền thông, người ta cũng theo dõi rất là chặt chẽ. Nếu mà cảm thấy có sự nguy hại cho nhân dân, cho tổ quốc, thì chắc chắn cơ quan an ninh điều tra người ta sẽ vào cuộc tóm cổ và bắt như tên Huỳnh Trường Ca và Dũng Biển Mặn. Đó. Đối với những kẻ phản động, tuyên truyền xuyên tạc này, chống phá đảng, nhà nước này, thì những người nhân dân, nông dân như chúng tôi, như Dương Vi này, rất cần cơ quan an ninh điều tra người ta làm và đem ra khởi tố xét xử trước pháp luật một cách nghiêm minh, từ đó răn đe cho những kẻ ở trong nước đang có âm mưu cấu kết với kẻ phản động ở hải ngoại, đặc biệt là tổ chức Đào Minh Quân và tổ chức Việt Tân, để nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trịnh Bá Phương nếu mà sau này có vấn đề gì, nó có mối liên hệ nào đặc biệt, viết bài và kêu mọi người chống phá đảng, nhà nước, tham gia biểu tình nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì cũng không tránh khỏi việc cơ quan an ninh điều tra người ta bắt và khởi tố. Trịnh Bá Tư này này, còn có Trịnh Bá Phương, mẹ là Cấn Thêu. Vâng,
Dương Vi xin kính chào tất cả mọi người. Đối với cái việc mà nhà nước ấy, trong những năm gần đây người ta áp dụng cái điều 79 và điều 88 của Bộ luật hình sự dành cho những kẻ phản động phản quốc, tuyên truyền có âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, chống phá nhân dân, chống phá đảng nhà nước này, người ta làm rất là chặt chẽ. Bây giờ ở trên diễn đàn này còn có một tên nữa, mọi người ở diễn đàn, trên các diễn đàn, các trang mạng xã hội đều không lạ gì cái tên Daniel. Đấy. Daniel cũng là một thành phần tuyên truyền xuyên tạc chống đối đảng, nhà nước, đặc biệt là hắn rất là khôn ngoan và xảo quyệt. Hắn chỉ kêu gọi mọi người tham gia biểu tình để đòi phúc lợi xã hội, thứ nhất là về y tế, thứ hai là giáo dục. Đấy là hai cái vấn đề mà hắn xoáy sâu vào. Còn Xí Đang á, thì hắn lại xoáy sâu vào cái việc kiện tụng đất đai. Đấy là hai người cũng khá là khôn ngoan. Nhưng mà Xí Đang á, thì còn có tìm đường lui với cái anh Daniel ấy. Nhưng những kẻ như Huỳnh Trường Ca với Dũng Biển Mặn thì không có đường lui rồi. Chắc chắn nếu mà cơ quan an ninh điều tra người ta thu thập đầy đủ chứng cứ mà kết án theo điều 79 của Bộ luật hình sự thì bọn chúng đều phải nhận cái bản án rất là thích đáng. Đấy, còn một người nữa ở trong nhóm hiến pháp rất là trẻ, tên này tham gia vào cái nhóm hiến pháp của ông Huỳnh Trường Ca với Dũng Biển Mặn này là vừa rồi có bị bắt cơ. Dương Vi lấy cái tập tài liệu. Trinh Lê, đó là Trinh Lê. Trinh Lê ấy, sau khi cơ quan điều tra có thành khẩn khai báo, cơ quan điều tra cho tại ngoại, nhưng hai hôm nay hắn lại mở diễn đàn vào rất là khuya, vào khoảng 12 giờ cho đến 2 giờ sáng, với cái số lượng người xem ở trong diễn đàn hắn đã tăng lên gấp đôi, gấp ba. Ngày trước hắn mở diễn đàn ra chỉ có khoảng 20-30 người thôi, nhưng trong mấy hôm nay ấy, cái diễn đàn của hắn từ 50 người đến 100 người, thậm chí hơn 100 người. Đấy là cũng là một kẻ lợi dụng vào hiến pháp để tuyên truyền xuyên tạc, lôi kéo học sinh, sinh viên để tham gia vào cái nhóm hiến pháp thông qua con cô bé là Cát Linh đó. Cô bé Cát Linh này, này thì tham gia nhiều cái tổ chức và được Rose Đào nhận làm con gái nuôi của Rose Đào, được Dũng Vô Va đào tạo về cái việc làm truyền thông. Đấy, làm truyền thông tư nhân á, thông qua mạng Facebook và YouTube. Cô bé Cát Linh này năm nay bước vào tuổi 22. Nhưng cái hành vi của cô ấy thì xuyên tạc từ cán bộ cấp cao, từ bí thư Trung ương Đảng cho đến các lãnh đạo của các tỉnh, các địa phương. Thông qua hiến pháp xuyên tạc đủ mọi điều để kêu gọi
học sinh sinh viên ở những nơi ả đến và thuê nhà trọ ở khu vực đó, và hành tung của ả rất là bất định, không ở một chỗ quá 15 ngày. Chính vì vậy cũng là việc khó xác định nơi ở của cô bé Cát Linh này. Anh Nguyễn Đức Thắng ơi, không phải là sinh viên đâu anh ơi. Bởi vì Dương Vy cùng với nhiều anh chị em có tham gia vào việc kiểm tra thông tin của Cát Linh này, nhưng thực chất không phải là sinh viên. Học chưa hết cấp 3 đâu ạ. Cát Linh này này đã từng chia sẻ ở trên diễn đàn của Rose Đào và nói rằng con chưa học hết cấp 3, con muốn qua Mỹ học nếu mà có cơ hội, sau đó được Rose Đào nhận làm con nuôi. Đó là cái việc đối với Dũng Vô Va này, người này có kiến thức và thường thường bám sát vào những cái gì mà nhân dân người ta bức xúc, qua đó hắn sử dụng luật để truyền tải thông tin, đăng bài trên Facebook, và đồng thời hắn xuyên tạc, lợi dụng ở việc đó hắn xuyên tạc chế độ đảng nhà nước. Nhưng cái điều đặc biệt hơn, hắn không bao giờ kêu gọi bất kỳ ai lật đổ chính quyền nhân dân thông qua mạng Facebook trong lúc hắn live stream. Đấy là cái điều đặc biệt và cũng gây khó xác định cho cơ quan công an điều tra. Chính vì thế đối với tên Dũng Vô Va này, chúng ta phải hết sức lưu ý. Trong cái nhóm Dũng Vô Va này có một người là Lê Trọng Hùng làm cho CHTV này, từng mặc áo nô u lên diễn đàn nhé. Lê Trọng Hùng CHTV mà Dũng Vô Va này cũng làm xong CHTV đấy. Với cái hình ảnh logo cái áo nâu u á thì mọi người đã biết rồi, nó thuộc nhóm nào rồi. Đối với người dân như chúng ta ấy, chỉ có cảnh giác, và nếu mà vào được diễn đàn ấy, tham gia vào đó được, xong là làm cách nào đó để cho bọn chúng lộ cái chân tướng, cái bộ mặt thật của bọn chúng là tốt nhất, cũng là một phần giúp đỡ cho cơ quan an ninh điều tra, đặc biệt là bên an ninh mạng, người ta sẽ thu thập chứng cứ để xử lý những cái tên này. Đôi Nguyễn Hoàng nói đúng đấy, Dũng Vô Va rất là khôn, khôn và khéo. Và hắn lợi dụng cái kênh CHTV riêng của hắn này để nhận đơn thư dân oan ở khắp ba miền gửi cho hắn. Thông qua việc đó, lợi dụng vào việc đó, hắn kêu gọi mọi người đi kiện tụng khắp mọi nơi. Đặc biệt hơn là có cái nhóm dân oan ở Hà Nội đó, thì cũng đứng đằng sau nhóm đó là hắn chỉ điểm và bày mưu tính kế cho đấy.
Đối với kênh CHTV này này thì chúng ta phải hết sức lưu ý và cẩn trọng. Bọn chúng cấu kết với rất là nhiều các thế lực phản động ở hải ngoại, đặc biệt là cái diễn đàn của bọn chúng mở ra, cái kênh bọn chúng mở ra được các thế lực phản động ở hải ngoại vào xem và từ đó comment kích động những người dân người ta xem nó dưới rất là mạnh, có sự xuyên tạc, đặc biệt là xuyên tạc về chế độ đảng nhà nước. Đấy là về kênh CHTV. Lê Trọng Hùng thời gian này giữ cái diễn đàn, giữ cái kênh CHTV, còn Dũng Vô Va thường xuyên đi các địa phương thôi. Và trong cái ba cái nhóm dân oan ấy đều có sự chỉ đạo từ hải ngoại thông qua những người cầm đầu dân oan, các nhóm dân oan ở ba miền Bắc Trung Nam. Ở miền Nam có một người cũng đã từng làm loạn ở khu Trảng Bom Đồng Nai lên. Ở Hà Nội thì có Dũng Vô Va. Ở miền Trung thì thông qua một số cha phản động. Đấy là cái dân oan ba miền là bọn chúng lập ra. Mà người thường xuyên quan tâm cái nhóm dân oan nhất là vợ chồng Rô Sơ Đào, có nghĩa là Hạnh Đào. Rô Sơ Đào và Hạnh Đào. Xong cái việc mà bọn chúng kêu gọi biểu tình này này, sau cái đợt thất bại mùng 2, mùng 4, bà con nhân dân trong cả nước người ta không tin và không nghe theo những lời kêu gọi của các kẻ phản động ở hải ngoại cũng như dân chủ cuội ở trong nước, thì bọn chúng lại bày mưu tính kế, lại tiếp tục kêu gọi biểu tình vào ngày 20, có nghĩa là sáng ngày mai. Nhưng Dương Vi tin tưởng và bà con nhân dân người ta đã biết được cái bộ mặt thật. Chính vì vậy cái việc mà đi tham gia biểu tình ở các địa phương sẽ không bao giờ xảy ra trong cái thời gian gần đây. Còn một việc nữa thì bọn chúng lợi dụng vào cái sự kêu gọi biểu tình lung tung vậy thì làm khó cho cái cơ quan an ninh điều tra và làm cho các lực lượng bảo vệ ấy, người ta lơ là cảnh giác, đề phòng để một ngày nào đó bọn chúng sẽ bung ra thông qua cái việc mà bọn chúng lập ra những cái group kín để chúng kêu gọi biểu tình. Đặc biệt hơn á, thì cái ý định mà bọn chúng đang xây dựng kêu gọi ở biểu tình vào kỳ họp quốc hội tới đây, tức là vào tháng 10 nhé. Và có anh Sĩ Đang có ý định kêu gọi người dân, đặc biệt là đồng bào Công giáo tham gia biểu tình vào ngày 25 tháng 12 cùng gia đình anh ấy. Thì lợi dụng vào việc đó, anh ấy có nói là sẽ tổ chức thành lập một cái đảng nào đó, như là cái đảng gọi là đảng lao động.
Đối với Đảng và Nhà nước, anh Xuân Ninh Nguyễn ạ, Đảng và Nhà nước người ta bây giờ làm mọi việc để cho phục vụ cho những người dân, đặc biệt là những người đồng bào ở các vùng miền, ở vùng sâu, vùng xa. Người ta có cuộc sống tốt đẹp hơn nhằm thu hẹp khoảng cách của người dân giữa nông thôn với thành thị. Đấy. Của thành phố với thị trấn nó có cái khoảng cách thu hẹp dần đi. À. Để làm gì? Để không có sự phân hóa giàu nghèo quá cao. Và cái trình độ, đặc biệt là cái trình độ dân trí giữa nông thôn với cái thành phố, thành thị. Cho nên á, kỳ họp thường vụ Quốc hội vừa vừa rồi thì Thủ tướng và Bộ Giáo dục quyết định xóa bỏ cái việc mà thu học phí từ bậc mầm non cho đến trung học cơ sở. Cái điều đó là gì? Nhằm xóa bỏ cái việc mà toàn dân đưa trẻ đến trường, có đưa trẻ đến trường, xóa bỏ cái tệ nạn mù chữ đi. Chính vì vậy, điều đó cũng là một cái đổi mới rất là tích cực của nhà nước đối với nhân dân. Còn về vấn đề thứ hai ấy, cái phúc lợi y tế thì những người nông dân, những người ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa thì được hưởng bảo hiểm 100%. Vâng, anh Thúy Trân ạ. Bọn nó kêu gọi biểu tình vậy thôi chứ thực ra nhân dân người ta không ai ra biểu tình đâu. Chỉ có cái nhóm dân chủ quậy với một số giáo dân ở khu vực miền Trung á, bị các cha phản động có quan hệ mật thiết với những kẻ ở tổ chức Việt Tân á, như MRI với là Phạm Hồng Thuận, có một tên có họ nữa là Trịnh Hồng Thuận, Trịnh Ti Hồng Thuận đó. Đấy là những kẻ mà có quan hệ với tổ chức khủng bố Việt Tân, kêu gọi là tham gia biểu tình. Bọn chúng ấy lợi dụng vào cái việc mà xả thải môi trường này để kêu gọi biểu tình là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, thì bây giờ bọn chúng sẽ kêu gọi biểu tình vào những ngày họp quốc hội tới đây là cái vấn đề lại luật đặc khu. Nhưng mà cái việc thành lập đặc khu á, thì nhân dân ở trong cả nước bây giờ người ta đã biết cái lợi ích thành lập ra những đặc khu kinh tế đó như thế nào. Đấy là cái việc mà người dân người ta được xem ở trên đài báo TV, đặc biệt là thông qua các đặc khu kinh tế ở các nước, các quốc gia trên thế giới, người ta thấy dân địa phương ở ở nơi có đặc khu đó nó được hưởng lợi từ đó những cái gì và mất những cái gì. Mà ở Quảng Ninh á, nhân dân ở tỉnh Quảng Ninh người ta ủng hộ trên 90% trở lên. Bà con nhân dân ở cái khu cạnh, cái khu vực mà mở đặc khu đó, người ta rất là đồng tình, rất là ủng hộ. Còn về luật an ninh mạng thì khỏi phải nói, các vị muốn kêu gào như thế nào thì kêu gào. Chứ luật đã được thông qua và được áp dụng vào mùng 1 tháng 1 năm 2019. Và đồng thời á, qua cái việc mà nhà nước, chính phủ vừa rồi tổ chức cái hội nghị thượng đỉnh các nước, các
hội nghị thượng đỉnh kinh tế các nước ASEAN và quốc tế vừa rồi thì có công ty Google với là Facebook nó có đến Việt Nam và có cam kết sẽ ngăn chặn những cái tin rác, những cái gì nó xuyên tạc chính cái điều đó, cũng góp một phần khóa cái móm của cái nghe kẻ xuyên tạc viên của ba sọc của bọn dân chủ quậy ở hải ngoại cũng như trong nước, nó tuyên truyền chống phá đảng nhà nước. Đặc biệt hơn, chúng sẽ khóa móm lại các đài phản động ở hải ngoại, đặc biệt là RFA, Bonsa TV, SABT. Riêng ở hải ngoại ấy, có hơn mười mấy đài phản động. Nhưng những cái đài phản động á, được cái tên Vũ Sư Hùng Lân đem ra để tuyên truyền xuyên tạc về lãnh tụ, về đảng, nhà nước thì có đài VOA này, BBC tiếng Việt này, SBTN, RFA này. À, còn một cái đài phản động ở hải ngoại nữa, nó thông qua YouTube này, có đài VOTE, nó có cộng tác viên khắp nơi, riêng cái đài VOTE cứ khi ở ở đâu á, có việc gì, có sự kiện gì, từ lũ lụt hay thảm họa, hỏa hoạn, thiên tai thì đều có những bàn tay của VOTE này nó tham gia vào và đến đó để quay gửi những video clip cho đài đó để phát tán lên YouTube. Anh Sunny Nguyễn, anh comment dùng có dấu đi. Anh Sunny Nguyễn ạ. Không phải là quốc gia nào cũng không có homeless, kể cả Mỹ, Mỹ còn nhiều hơn các quốc gia khác. Nếu mà tính homeless, Mỹ là quốc gia đứng về số 1. Riêng homeless đấy. Còn Việt Nam, những người nằm ở gầm cầu gầm kia kia, một số người ta chỉ có buôn bán, người ta nằm ở đó thôi. Như thực tế ở Việt Nam này, hầu như người nào cũng có nhà có cửa, chẳng qua nhiều người muốn bỏ ra thành phố mới mua nhà chung cư. Như ở nông thôn ấy, bây giờ ai có khoảng 100-200 triệu cất một căn nhà cấp 4 ngon lành, đầy đủ tiện nghi, thuế má không phải đóng như ở bên Mỹ anh ạ. Và anh Đồi Nguyễn Hoàng, em thấy anh đi rất là nhiều cái diễn đàn và đi nhiều đài khác nhau. Cái đài SABT thì nó khóa Dương Vi vào rồi, bởi vì trước đó có Mimosa cũng tham gia vào việc dẫn chương trình và tổ chức hát hò ở đài đó. Dương Vi cũng vào nói là một kẻ phản động này kia thì nó đã bị lốc, Dương Vi bị lốc. Đào Minh Quân chỉ là một kẻ lừa đảo thôi, chả khác lừa đảo như 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 kiểu trẻ con đi lừa nhau vậy. Những cái bản chất của Đào Minh Quân nó không khác gì một con lợn, một con heo đâu, toàn
lợi dụng vào việc lừa đảo này nọ để đưa người ta vào tù. Đấy, cái vụ với ông Đào Quang Thực ở tỉnh Hòa Bình này cũng nhận là anh em này nọ là tham gia vào cái tổ chức của Đào Minh Quân nên nó bị cơ quan an ninh điều tra bắt, và hôm nay tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình khởi tố phạt 14 năm tù, kết án 14 năm tù, 5 năm quản chế. Cái đấy là cũng do Đào Minh Quân làm ra. Mà Đào Minh Quân á, trước đấy còn làm cho nhà tan cửa nát thêm cái ông Vương Văn Thả đấy, ba cha con vào tù, con dâu thì ôm con bế con chạy qua Thái Lan, được con Emery Pangate đưa qua đường tiểu ngạch từ Campuchia chạy qua Thái Lan, sống lây lất ở bên Thái Lan. Đấy là việc của Đào Minh Quân làm. Tiếp đến ấy, có Lisa Phạm cũng ở dưới trướng Đào Minh Quân này này, xúi giục người ta đánh bom đốt kho để xe, đánh bom ở Tân Sơn Nhất đốt nhà để xe, 14 tên bị tù ít nhất từ 6 năm đến 12 13 năm tù. Đó là cái việc làm của những kẻ phản động phản quốc sống lưu vong ở hải ngoại. Còn những cái kẻ ở trong nước nó tiếp tay ấy, là những kẻ ngáo đá mơ tưởng ảo tưởng về chính trị. Nên không đủ tỉnh táo trước những lời ngon tiếng ngọt, những cái lời dụ dỗ mua chuộc hứa này hứa nọ, cái danh vọng ảo đó nên đã bị vi phạm pháp luật. Riêng cái việc làm chống đối đảng nhà nước nhằm lật đổ chính quyền nhân dân này này, là đi ngược lại với lợi ích của quốc gia dân tộc. Cái điều đó nhân dân ở trong nước người ta không bao giờ chấp nhận, cũng không bao giờ tha thứ được cái hành vi phản bội tổ quốc này. Rất là nhiều kẻ phản bội tổ quốc sau khi á bước chân ra khỏi quê hương đất nước thì dòng họ, anh em dòng họ người ta cũng không thể ngẩng cao đầu lên được. Cái thứ hai á, ra đi sau khi sống lay lất ở xứ người như vậy, cuộc sống đen tối và bị người đời người ta chửi rủa, đặc biệt như Bùi Tín vậy, về già chết trong cô đơn, chết trong tủi nhục, con cái có, con cháu có mà không ai đến đưa tiễn cha ông của hắn. Bởi vì sao? Bởi vì hắn là nỗi nhục cho gia đình, nhục cho dòng họ. Vâng, anh Đôi Nguyên Hoàng, ông Đào Minh Quân á, đã được cơ quan cảnh sát FBI người ta police người ta để ý đến và cũng đang điều tra dần dần về những cái hành vi lôi kéo kích động và nói là có tổ chức này tổ chức kia, có chính phủ này chính phủ nọ ở trên đất nước Hoa Kỳ, có hàng 12 sư đoàn quân này nọ. Nếu mà người ta thu thập được đầy đủ những cái chứng cứ đó thì kiểu gì kiểu ông này cũng phải ra hầu tòa. Về luật pháp Việt Nam còn nhiều cái mang tính nhân văn nhân đạo, nhưng mà đối với luật pháp ở các nước tư bản đặc biệt như Hoa Kỳ hay Úc thì những cái nước đó hệ thống luật pháp
người ta rất là cứng, thẳng tay, người ta không có từ nhân văn nhân đạo. Nếu anh có muốn thắng kiện thì anh phải mời luật sư, và cái số tiền chi trả cho luật sư để làm cho anh thắng kiện nó rất là nhiều, mất rất là nhiều tiền, mà chưa chắc đã thắng được kiện. Bởi vì khi tòa án của các nước tư bản này nó ra tay thì nó thu thập đầy đủ chứng cứ nó mới ra tay bắt giữ. Chào chị Thúy Hoàng. Tại sao những cái kẻ phản động ở trong nước lại nhẹ dạ cả tin? Những cái đám Đào Minh Quân với đám Triều Đại Bịp cùng đám Việt Tân này. Bởi vì bọn chúng nhận được một cái ít tiền, gọi là những cái đồng USD bẩn thỉu á, của những cái kẻ phản động ở hải ngoại lừa đảo đồng bào kiều bào làm ăn chân chính ở hải ngoại đóng góp cho bọn chúng. Ví dụ như cái vụ bọn chúng lừa là quyên góp về xây dựng tu bổ lại nghĩa trang Biên Hòa Đồng Nai nhé. Bọn chúng biết Đảng và Nhà nước đã cho chính quyền địa phương tu bổ và xây dựng lại cái nghĩa trang Biên Hòa Đồng Nai của chế độ Việt Nam Cộng Hòa đó sang khang trang đẹp đẽ hơn. Nên là chúng lợi dụng vào việc đó để kêu gọi kiều bào hải ngoại đóng góp vào để bọn chúng về nước để xây dựng. Qua đó chúng quay những video, hình ảnh, clip ở nghĩa trang Biên Hòa Đồng Nai đó để gửi về nước, đưa lên các đài, đặc biệt là SABT này, để làm gì, để tổ chức ra những đêm chương trình nhạc hội để tiếp tục kêu gọi đồng bào kiều bào hải ngoại quyên góp cho bọn chúng, để bọn chúng họ đi xây dựng cái này cái nọ, làm từ thiện. Đặc biệt cái chương trình mà làm từ thiện gì đó ở ngoài đảo Trường Sa lớn thì bọn chúng có kêu gọi đồng bào kiều bào hải ngoại đóng góp khá là nhiều tiền, nhưng những cái đồng tiền đó đến tay của những kẻ kêu gọi đó gửi về cho cái đám dân chủ cuội trong nước này này một chút ít xong là mất hút. Chứ thực ra ấy, bọn chúng chả đóng góp, chả xây dựng gì cho quê hương đất nước, chả làm gì cho nhân dân tổ quốc. Đặc biệt hơn là những cái đồng đội của cái bọn Ba Sọc đang sống lưu vong mà suốt ngày cầm cờ cầm quạt kéo biểu tình làm loạn ở khắp nơi, từ Mỹ đến Pháp, Canada đến Úc đến Thụy Sĩ đấy. Đấy là những cái việc mà bọn chúng hay làm. Làm cho người dân ở khu vực đó người ta nhìn vào khinh rẻ. Những cái kẻ Ba Sọc lưu vong này, sống ở trên bất kỳ quốc gia nào thì những người quốc gia đó, những người sở tại ở quốc gia đó người ta coi là công dân hạng tư thế giới thôi. Sau những kẻ phạm tội, kẻ tù tội là công dân hạng 3. Còn cái đám này công dân hạng 4 thì biết làm nào. Đồng bào ở các tỉnh miền Bắc á, thì người ta rất là tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động này, phản cách mạng. Còn đối với đồng bào ở khu vực miền Trung Tây Nguyên thì người ta cũng suốt ngày đi làm và tối đến mở Facebook ra chỉ tiếp cận được cái thông tin một chiều thôi, không hay xem thời sự với nhiều cái chương trình, đặc biệt là bên chương trình bên an ninh TV hay là quốc phòng. Chính vì thế chúng lợi dụng cái thông tin một chiều ban đêm, chúng mới tuyên truyền xuyên tạc kích động qua Facebook này,
Thì bà con cứ nhẹ dạ cả tin nghe theo lời bọn chúng thì thiệt chính mình đấy chứ không thiệt ai cả. Chào chị Mai Dương. Đối với người dân miền Bắc thì người ta rất là tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc, bởi vì á cách đây khoảng hơn chục năm về trước có cái đạo vàng chứ, nó tuyên truyền làm cho bà con người ta một phen sống dở chết dở, cười ra nước mắt. Dương Vi sẽ kể cái việc này. Thứ nhất là cái việc mà có đợt Dương Vi còn rất là nhỏ, đang học cấp 1 cơ, lợi dụng vào cái việc nhật thực toàn phần á, trời ở cái tỉnh phía Bắc này nó cũng tối đi, lúc đó Dương Vi đi học còn phải mang theo đèn pin, thì bọn chúng lợi dụng vào cái việc nhật thực toàn phần này tuyên truyền xuyên tạc như thế này, bảo trái đất sắp bị diệt vong nên bà con nhân dân ấy có gì mổ ăn hết đi, đặc biệt là trâu bò lợn gà ăn hết đi, không phải đi làm nữa đâu, giờ cứ ăn thì ăn là sau ban ngày trời tối đen, là lúc đó ông vàng chứ sẽ đưa các vị lên trời. Đấy là việc mà bọn chúng tuyên truyền xuyên tạc như vậy, thì người dân người ta cũng không tiếp cận được nhiều cái thông tin và cũng cái trình độ, cái tầm hiểu biết lúc đó nó không được như bây giờ á, đặc biệt là không được tiếp cận nhiều cái thông tin đa chiều như bây giờ, nên người ta cũng tin nghe theo, nhiều người cũng mổ trâu mổ lợn ăn uống cứ linh đình suốt ngày như vậy. Sau cái vụ đó người lên trời chả thấy đâu, nhà thì nghèo xác nghèo sơ, của cải thì chè chén hết rồi. Đấy, lại đi vay mượn. Sau đó nhà nước lại phải cấp gạo cứu đói. Đấy là cái việc mà bọn chúng đã tuyên truyền xuyên tạc lừa đảo bà con ở các tỉnh miền Bắc ở cái thời kỳ đó. Tiếp đến lại lừa một phen này. Các bạn hãy đi theo đạo đi. Đi theo đạo sẽ được lên trời. Có một ngày nào đó trời mưa to sấm sét là các vị lấy cọ về buộc vào hai cánh tay lên đỉnh đồi thật cao nhảy xuống là các vị được bay lên trời. Đấy, cái việc mà bọn chúng tuyên truyền như vậy bà con người ta nhiều người người ta cũng tin và nghe theo. Sau đó cũng có vài người cũng đi làm việc đó nhảy nhảy chả thấy lên trời đâu mà xuống gặp Diêm Vương ngay lập tức. Thì từ đó bà con nhân dân người ta không bao giờ tin tưởng vào cái việc tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực phản động phản cách mạng này nữa. Mà cái chính sách của Đảng nhà nước bây giờ người ta cho thực tế thì gì, hộ gia đình hộ nghèo hộ khó khăn thì cấp vốn cho sản xuất kinh doanh. Đấy. Gia đình thuộc hộ diện đặc biệt khó khăn thì người ta thường xuyên cấp gạo cứu đói trong khoảng một thời gian nhất định. Cách đây hơn chục năm về trước thì bà con nhân dân ở các tỉnh phía Bắc người ta mới tin. Từ những cái việc lừa đảo người ta còn lừa nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ người ta không tin vào cái việc mà bọn chúng tuyên truyền xuyên tạc vậy đâu. Đặc biệt là các đồng bào ở khu vực Tây Nguyên ấy, bây giờ bọn chúng lại lợi dụng vào cái việc luật đặc khu để tuyên truyền xuyên tạc, nói rằng Dương Vi có một số bạn bè có vào Tây Nguyên
nói là đấy, bây giờ một số đồng bào ít người trong này này nói là Việt Nam xây dựng đặc khu á, cho thuê đất 99 năm là bán đất cho Trung Quốc. Sau đó bạn bè Dương Vi cũng giải thích mãi, người ta cũng là vẫn chưa tin. Khổ nỗi là khi cái đồng bào dân tộc thiểu số ít người đã tin những ai rồi ấy, thì người ta tin tin đến cùng, đến lúc trắng mắt ra, đến lúc hiểu ra thì mới biết mình tin lầm. Chào Phong Phạm. Còn đối với việc đảng và nhà nước người ta làm như vậy thì để bà con nhân dân có cái cuộc sống tốt đẹp hơn thôi. Ví dụ như ở Trung ương nó ra cái quyết định hay quyết sách gì tốt cho toàn thể đồng bào nhân dân, nhưng mà về đến tỉnh nó đã tam sao thất bản đi một chút rồi. Đến huyện, đến xã thì nếu mà cán bộ lãnh đạo của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có tâm và có tầm vì bà con nhân dân phục vụ thì cái nghị quyết, quyết sách của Đảng, Nhà nước từ Trung ương á, đến địa phương được được giám sát một cách chặt chẽ và tốt thì bà con nhân dân ở các tỉnh, các địa phương sẽ được hưởng lợi rất là lớn và rất là nhiều. Nhưng ngược lại, một số cán bộ nó không có tâm, không có tầm mà vì lợi ích cá nhân đi ngược lại với lợi ích của quốc gia dân tộc thì những cái kẻ đó chính làm cho cái tình hình an ninh kinh tế chính trị xã hội của địa phương đó bất ổn. Bất ổn vì sao? Bởi vì những cái nghị định, nghị quyết của Đảng, của Nhà nước, của Quốc hội, của Chính phủ để áp dụng cho nhân dân ở các địa phương, người ta không thực hiện, người ta bóp méo cái nghị quyết đó đi. Từ đó bà con nhân dân người ta cảm thấy không hài lòng và đi ngược lại với cái lợi ích của bà con nhân dân thì người ta lên tiếng phản đối. Từ lên tiếng phản đối thì nó sẽ gây xáo trộn cái cuộc sống của bà con nhân dân ở cái khu vực của cái địa phương đó. Thì việc xáo trộn gây nháo nhào như vậy, các thế lực phản động nó lợi dụng vào việc đó. Nó sẽ tuyên truyền xuyên tạc, nó kích động, lôi kéo bà con nhân dân tham gia vào cái việc mà bọn chúng, cái ý đồ của bọn chúng muốn thực hiện là chống phá Đảng, Nhà nước. Mà sự thật đã chứng minh qua những nhóm dân oan tham này, môi trường biển ở Hà Tĩnh này, và còn rất là nhiều địa phương nó còn nhiều cái tiêu cực nữa. Chính cái điều đó, nếu mà ở một cái khu vực nào đó, ở một tỉnh hay một huyện nào đó, nó gây nên cái tình hình an ninh chính trị bất ổn, đặc biệt là về cái vấn đề môi trường, đất đai, nói chung là những cái quyết sách của Đảng và Nhà nước người ta tốt mà ngược lại ở địa phương, lãnh đạo các địa phương nó làm không tốt, tạo những cái kẽ hở cho các công ty doanh nghiệp để nó lợi dụng vào những kẽ hở đó để làm xăng, làm bậy, để làm hại vì lợi ích của công ty doanh nghiệp, vì lợi ích nhóm, làm hại cho bà con nhân dân ở cả khu vực, cả địa phương đó thì những cán bộ đó cũng phải xem xét lại
cái việc làm của mình trước toàn thể đồng bào bà con nhân dân. Người ta nói rồi, trăm năm bia đá chưa mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Suy đi xét lại thì bà con nhân dân người ta sẽ truyền miệng về cái việc làm tốt hay không tốt của cán bộ lãnh đạo từ địa phương, từ cấp huyện, cấp xã, cấp tỉnh cho đến cấp trung ương, cho đến muôn đời sau. Đặc biệt là những cái việc mà làm sai trái như vậy, bà con người ta ghi nhớ lâu lắm. Tuy rằng người dân bây giờ người ta thấp cổ bé họng, Dương Vi khẳng định là thấp cổ bé họng, nhưng cái quyền lợi ích hợp pháp của người ta thì những người cầm đầu ở các địa phương phải đảm bảo được cái quyền ích, quyền và lợi ích hợp pháp cho người ta thì người ta mới ổn định về để làm ăn phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời người ta nói là an cư mới lạc nghiệp. Nếu mà không có an cư thì sẽ không có lạc nghiệp. Mà không có lạc nghiệp thì các thế lực phản động nó lợi dụng vào những cái bất ổn của các khu vực địa phương, nó len lỏi vào, nó tuyên truyền chống phá đủ điều. Thì lúc đó cái tình hình kinh tế chính trị của địa phương nó rất là phức tạp. Vâng, Dương Vi xin kính chào tất cả mọi người. Đây là Dương Vi nói chung chung về những cái việc bất ổn ở các khu vực, những việc làm gọi là đi ngược lại với toàn thể bà con nhân dân ở các khu vực thôi. Còn nếu mà về sau, về lâu về dài, Dương Vi cũng sẽ nói sâu hơn, bởi vì bây giờ Đảng, Quốc hội và Chính phủ cũng đang ra tay về cái tệ nạn chống tham ô tham nhũng, chống quan liêu tiêu cực từ cấp trung ương cho đến cấp địa phương. Nên chúng ta phải có cái nghĩa vụ và trách nhiệm lên tiếng cùng Đảng, Nhà nước để bài trừ cái việc tham ô tham nhũng, những cái việc làm sai trái của một số bộ phận nhỏ, con sâu làm rầu nồi canh, nó để cho cái cuộc sống của bà con nhân dân và đất nước nó tốt đẹp hơn, được yên bình hơn. Không phải vì một con sâu làm rầu nồi canh kể từ năm 2016 cho đến nay, riêng cái việc mà Đảng và Thanh tra Chính phủ, Nhà nước quyết liệt để bài trừ cái tệ nạn tham ô tham nhũng, đồng thời thiết lập lại cái kỷ cương phép nước bằng hệ thống luật pháp chặt chẽ hơn, giám sát cán bộ quy củ hơn, thì cái điều đó làm cho nhân dân trong cả nước người ta cũng rất là yên tâm về sự phát triển của đất nước, đặc biệt là tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc
phát triển đổi mới kinh tế xã hội của đất nước, nhằm giữ vững cái chế độ này. Muốn giữ vững được cái chế độ thì phải, thứ nhất, mạnh về kinh tế, thứ hai, phải được lòng dân. Còn cái thứ ba, cán bộ quản lý nhà nước phải thật sự là người liêm khiết, trong sạch, là người làm gương cho cán bộ cấp dưới, đồng thời cũng làm gương cho toàn thể bà con nhân dân trong nước, trong cả cái khu vực đó, để noi gương học tập làm theo. Đấy là ba cái điều mà giữ được chế độ đảng nhà nước nó phát triển một cách mạnh mẽ và được sự tín nhiệm của bà con nhân dân ở trong cả nước. Như vậy thì cho dù các thế lực thù địch, các cường quốc nó cũng muốn làm gì, muốn đánh phá đất nước Việt Nam thì cũng không bao giờ làm được cái việc đó. Mà cái sự thật cách đây hơn 43 năm về trước cũng vậy. Từ giai đoạn 1945 cho đến 1975. Cái đó là được lòng dân và cán bộ nhà nước người ta trong sạch, liêm chính, quyết tâm để chống giặc ngoại xâm mới làm được việc đấy. Còn về kinh tế thời đó, nhân dân ở miền Bắc một người làm bằng ba người để nuôi sống gia đình, để nuôi sống bản thân và cung cấp lương thực thực phẩm cho chiến trường, cho tiền tuyến. Một người làm việc bằng ba, đấy là cái khẩu hiệu đó. Bởi vì người ta đã tin tưởng vào cái chế độ của đảng, nhà nước và cán bộ thì người ta làm được tất cả những cái điều mà chúng ta không thể tưởng tượng. Nhưng khi đã không có lòng tin, suy giảm lòng tin thì sẽ không làm được điều đó. Đối với đất nước trong cái thời gian gần đây thì phát triển về cả kinh tế, cả chính trị, văn hóa, xã hội phát triển hầu như đồng bộ. Bà con nhân dân, đặc biệt là những người nghèo, người ta cũng được hưởng cái phúc lợi xã hội. Chính vì thế thì các thế lực phản động xuyên tạc nó mới không có cơ hội này kêu gọi bà con xuống đường biểu tình như cái vụ bọn chúng lừa vào ngày 10-11 tháng 6. Đấy, riêng cái vụ việc mà 10-11 tháng 6 ấy, đã làm cho bao nhiêu người con, bao nhiêu người ở Bình Thuận và các địa phương khác phải ngồi tù. Vợ thì xa chồng, mẹ xa con, chồng xa vợ, xa con, xa gia đình. Thậm chí nhiều người là lao động chính trong gia đình. Vì nhẹ dạ cả tin, vì cái mấy cái đồng bạc người ta đưa cho tham gia vào việc đốt phá, đập phá này nọ, biểu tình, biểu tọt, làm gây mất tình hình an ninh, làm mất cái an ninh
kinh tế chính trị, phá hoại tài sản của nhà nước ở khu vực tỉnh Bình Thuận. Đến giờ cơ quan công an tỉnh Bình Thuận, cơ quan an ninh điều tra người ta vẫn tiếp tục để điều tra và xác định thêm nhiều thành phần tham gia vào đó. Vũ Sư Hùng Lân này, em không phải là dư luận viên nhé. Em là nông dân. Em chào chị Du Nhá Linh ấy. Nếu mà Dương Vi là dư luận viên thì tốt quá. Muốn làm dư luận viên mà không làm được. Bởi vì cái trình độ của nông dân nó không có. Không được như anh. Anh mở ra cái kênh Việt Lai, anh Vũ Sư Hùng Lân, thì anh tuyên truyền xuyên tạc như vậy, thì anh đi các diễn đàn trong nước, người ta đều hầu như ai ai cũng chửi mắng anh. Ngay cả anh Quốc Dũng chửi mắng anh. Không lên đam được, đam nick đang vẫn đang bị zip, nó chưa mở. Cảm ơn cô Nguyên Hoa. Dương Vi Vi cào phím chả nhận cái đồng tiền nào đâu Vũ Sư Hùng Lân. Dương Vi cào phím để chống lại cái việc xuyên tạc này này lâu lắm rồi, từ hồi còn đánh điện tử cơ. Bắt đầu có Facebook ở Việt Nam, bắt đầu đánh điện tử trên Facebook. Xin lỗi anh Vũ Sư Hùng Lân nhé. Cái văn hóa tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ấy, và của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay cả bên Mỹ này này, người ta còn có một cái viện nghiên cứu về cái tư tưởng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh riêng nhé. Và văn hóa Đảng Cộng sản, anh xem bây giờ Liên Xô sụp đổ nhưng vẫn có Đảng Cộng sản phát triển rất là mạnh mẽ, đúng không? Bên Mỹ có Đảng Cộng sản không? Có, đúng không? Việt Nam chỉ có một đảng duy nhất, đó là Đảng Cộng sản lãnh đạo, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Anh hiểu câu đó không? Nếu mà không hiểu được thì anh đừng có bao giờ đấu tranh chống lại đảng, nhà nước, đặc biệt là chống lại những người dân như chúng tôi. Anh biết thế nào là đảng cử dân bầu không? Đối với những kẻ phản động không biết tí gì về bản chất lãnh đạo của đảng, đặc biệt là việc mà đảng lãnh đạo chỉ đạo để toàn đảng, toàn dân, toàn quân. Hello Quyết Vũ, chào chị Cao Thị Xuân Hòa. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân người ta
thực hiện theo nghị quyết, theo đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Những người nông dân, người ta góp ý cho Đảng, cho các đảng viên ở các chi bộ, từ các đảng viên các chi bộ góp ý cho đảng bộ góp ý đến các cơ quan cao hơn, từ đó đưa ra cái nghị quyết. Mà nghị quyết này này cũng từ dưới, có nghĩa là sự tìm hiểu đa chiều và thông qua đa chiều, lấy ý kiến người dân trước, thông qua đảng, từ cấp dưới chuyển lên cấp trên, từ cấp trên lại chuyển xuống cấp dưới đến người dân thực hiện. Ví dụ như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bác ấy là người đứng đầu của Đảng Cộng sản, nhưng tập thể người ta lãnh đạo, ông ấy chỉ là người chịu trách nhiệm, phụ trách cái việc thực hiện hóa cái nghị quyết đó thôi. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách nó ở chỗ đấy. Không phải như kiểu ông Donald Trump như là ông ấy lên là ông thích làm nhăng, làm quậy, làm bừa, làm bái cũng được, làm càn cũng được. Tôi thích, tôi áp giá thuế của thằng Trung Quốc lên 25%, thậm chí máu nữa tôi chơi lên 35%. Nhưng cái này nếu mà như Đảng Cộng sản Việt Nam, cái này phải hỏi người dân, ý của dân thế nào, như vậy có động chạm đến lợi ích kinh tế của nông dân không? Nếu mà động chạm lợi ích kinh tế nông dân phản đối, cái điều đó không được, và các chi bộ, các đảng bộ người ta họp vào cái việc đó không làm được đâu, bởi vì dân dân người ta không muốn cái việc đó, nó sẽ ảnh hưởng lợi ích kinh tế của người dân trực tiếp, người nông dân đó, thì không được, nên là sẽ không có việc đó xảy ra. Nhưng cái thằng tư bản là nó độc ác, là độc ác chỗ đấy, nó chỉ có việc làm sao là vì lợi ích cá nhân của cái một cái nhóm tư bản giàu có đó, cái nhóm mà đưa cái ông lên làm tổng thống đấy, nó có lợi thì nó sẽ triệt hạ về lợi ích kinh tế của đối phương, đặc biệt cả người dân tôi không quan trọng, cứ cái nhóm giới thượng lưu, cái nhóm lâu la ngày trước đưa tôi lên làm lãnh đạo được hưởng lợi, tôi cho các ông nghỉ việc hết đấy, cho sập tiệm hết. Philip Trinh lại nói mất dạy rồi. Thử hỏi trên thế giới này, có nước nào mà thoát ra khỏi các cường quốc, các nanh vuốt của những đế quốc sừng sỏ nhất thế giới vào thế kỷ 19, 20 không? Thế kỷ 20 không? Đế quốc Pháp, thực dân Pháp, đế quốc Nhật, đế quốc Mỹ, bọn Lâu La Ba Sọc, bọn Ngụy, An Hại. Vâng, chào chị Hoa Lan. Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới làm được. Mà mọi người nên nhớ rằng nhé, đặc biệt là cái đám Ba Sọc dân chủ quậy này này, nên nhớ rằng 1954 ấy, sau khi Việt Nam chiến thắng ở Điện Biên Phủ, thì đến năm 1963 các nước thuộc địa ở Mỹ Latin đã vùng dậy lên để xóa bỏ lại cái ách thống trị đô hộ của các đế quốc thực dân từ Anh, Tây Ban Nha, Pháp,
ở Mỹ Latin nhá. Nên nhớ một điều như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì cái việc giải phóng chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 kia, ký hiệp định Geneva, nó là một phát súng làm cho rung động toàn cầu, làm cho cái chế độ gọi là tư bản chủ nghĩa đế quốc ở trên khắp thế giới nó phải lung lay. Đến 1963 là các nước ở Mỹ Latin nó đứng lên giành độc lập, người ta tôn sùng là Đảng Cộng sản Việt Nam là anh hùng số 1 để chống giặc ngoại xâm, chống lại cái bọn phản động, ngụy quân ngụy quyền. Cái đó có đúng không? Đấy. Các vị cứ yêu 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 cái đám ba sọc ngụy thì các vị được cái gì? Toàn thế vào tù thôi, xong toàn thế đu cường lưu vong, sống ở nước ngoài, sống ở hải ngoại, sống lay lất, sống như hành khất, không có nơi chết thì đầu lúc nào quay về tổ quốc, mắt thì không nhắm được, có gì tốt đâu. Đi làm ấy, đến nỗi cái thằng bán phở làm neo cũng phải đóng thuế cho chính phủ ở các nước sở tại. Ngay cả anh Vũ Sư Hùng Lân mở ra các diễn đàn kia cũng vậy. Anh thu nhập từ bên Facebook, Google, anh vẫn phải đóng thuế cho nhà nước. Cái anh làm neo phải đóng thuế, sơn móng chân, móng tay, cắt tóc phải là đóng thuế. Nhưng Việt Nam không có chuyện như vậy. Nhà tôi ở không bị đóng thuế, được chưa? Các vị có nhà ở đó không đóng thuế, cuối năm nó gọi ngân hàng đến định giá niêm phong, lúc đó ai vào, lúc đó ai mua? Sau có hơn 20 năm, gần 30 năm đổi mới và phát triển kinh tế đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào? Giờ có tiếng nói ở trên trường quốc tế thế nào? Thì mọi người đã thấy rồi. Còn đối với những cái đám 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 dân chủ quậy với cái đám gọi là cái gì? Nhân quyền cái gì quốc tế, cái đám do ba sọc nó dựng lên kia, cái đám quan xiết thì nói về muốn phải thăm tham gia cái diễn đàn hội nghị thượng đỉnh kinh tế các nước ASEAN vừa rồi, làm bài tham luận về định nói về vấn đề dân chủ nhân quyền. Dân chủ nhân quyền nước Việt Nam chúng tôi có thừa, nhân dân Việt Nam tôi có thừa, không đến lượt mấy thằng mắt xanh mỏ đỏ, mũi ló, mồm ngậm đô la bẩn thỉu kia về Việt Nam để giảng kinh giảng đạo những cái việc vấn đề dân chủ nhân quyền. Ngay cả đất nước Mỹ còn không có dân chủ nhân quyền. Polit nó đánh người thì thấy
mụ nội luôn rồi, đòi lấy dân chủ nhân quyền ở đâu ra? Vâng, Quyết Vũ. Đấy. Bây giờ cả thế giới người ta ngưỡng mộ Việt Nam, lấy cái hình ảnh Việt Nam để học tập. Cái chỉ số mà thế giới người ta đánh giá người dân Việt Nam hạnh phúc đứng thứ 5 thế giới. Nào. Còn việc thu nhập trên 30 triệu đô một năm, người dân Việt Nam đứng thứ 3 thế giới riêng năm nay. Các vị sống ở bên đó ghen ăn tức ở. Ở bên Canada cũng phải nhận tiền trợ cấp. Bên Úc, bên Pháp cũng vậy. Sống đâu sống, trái đất nó quay tròn. Các vị sống cho dù ở nước khác, nhưng các vị ấy, có một tí gọi là lòng tự tôn tự trọng của dân tộc thì các vị đừng có mà cái kiểu như Vũ Sư Hùng Lân xuyên tạc về Đảng. Bác kêu gọi người biểu tình biểu tọt đừng như Đào Minh Quân này xúi giục người này người kia tham gia tổ chức của ông ấy để vào tù. Chào anh Trần Hoàng Nam. Các vị lương tâm các vị từ trước kia đã bị từ đời F1 đã bị chuột gặm mất hết rồi. Nói thật đấy, riêng cái đám chống cộng cực đoan này này với cái đám dân chủ cuội này không biết gì về tí hệ thống chính trị của nhà nước. Lúc nào cũng đòi chống đối lại đảng, nhà nước, chống lại những lợi ích của địa phương, đặc biệt là những người nông dân người ta được hưởng lợi ích trực tiếp. Cái đám dân chủ cuội này nó có chịu khó làm ăn đâu, chịu khó nghiên cứu gì đâu, có đi họp hành bao giờ đâu, chỉ đi tuyên truyền chống phá, chỉ đi xuyên tạc. Ở đâu có việc gì là nổi lên tí là nhao nhao đến cầm điện thoại đến là ghi hình phát trực tiếp. Họ vu vạ vu khống bịa đặt như hôm nay á, có cái vụ ở đâu Long An Long Yết, rõ ràng cái lòng lề đường người ta đi bộ như thế buôn bán đặt bày hàng ra đấy chiếm hết cái lề đường, căng cả ô cả yết. Nào là mực, nào là cá, nào là tôm, cua các loại bày bán ở đấy. Dân người ta đi qua đi lại không có lối đi qua, người cứ gọi điện phản ánh đến phường, phường cho cảnh sát trật tự đô thị đến, dân quân đến, người ta dẹp bỏ, đi vào công an đàn áp, công an đánh người. Này, ở Việt Nam mấy cái vụ dân chủ như thế, nếu mà như ở các nước tư bản phương Tây ấy này, nó ra nó đập bỏ ra là vu vạ nó tống lên xe cảnh sát mà cho ra tòa trước, cái tội chống đối mở miệng ra là đã chống đối rồi. Con chào chủ tịch ạ. Đấy là cái việc mà ý thức của các vị kể cả kinh doanh, cái lòng lề đường người ta để đấy để dành cho người già,
người thương binh, bệnh binh, người tàn tật, trẻ em, người ta đi học, đi hành, người ta qua đấy. Chẳng nhẽ lại đường giao thông, đường quốc lộ, xe ô tô, xe máy chạy ầm ầm như vậy, cho những người như thế, trẻ con, người thương phế binh, bệnh binh, tàn tật, người ta xuống lòng lề đường, xe công nông cọc cạch nó hỏi thăm sức khỏe những người đó là sao? Người dân cảm thấy bức xúc, người ta gọi đến công an phường, người ta đến giải quyết, thì các vị vu vạ. Những cái việc này nhà nước nên, đặc biệt là chính quyền ở các địa phương ấy, thắt chặt vào. Cái thằng nào vu vạ, con nào vu vạ, đặc biệt là mấy mụ bán hàng ở vỉa hè ấy, lôi lên phường phạt thật nặng vào. Thậm chí phạt xong là đem ra loa công cộng thông báo trước cả phường đấy, cả khu vực đấy, nó biết thế nào xấu hổ vì cái tội lợi ích cá nhân mà làm ảnh hưởng bao nhiêu người khác. Trẻ em, người già, người tàn tật, người ta đi xuống lòng đường, lúc đấy xảy ra tai nạn chết người đấy, thì cái lương tâm các vị để đâu? Các người vì cái lợi ích cá nhân, các vị ích kỷ, riêng hôm nay xem cái video đó rất là bức xúc. Các vị buôn bán ra chợ, buôn bán ngay trước cửa nhà, các vị phải dành cho một cái lối đi ít nhất cũng phải 1 mét cho trẻ em với là người già, người bệnh tật, người thương binh, bệnh binh, người ta đi qua đấy. Cái này chả có cái tí nào ở đường đi bộ cả. Đấy. Dân chủ như thế là quá đà rồi còn gì. Như thằng Mỹ, thằng Úc, thằng Canada, cái đám ba sọc quậy này này, xuống đường biểu tình, dám đi sai đường không? Dám gây cản trở giao thông không? Chào anh Nguyễn Sang. Nếu cản trở giao thông nó lôi ra nó phạt cho từ cái thằng cầm đầu xin phép biểu tình luôn, chứ đừng nói là tống giam vào tù luôn. Còn Việt Nam là dân chủ nhân quyền quá nên các vị làm loạn nhỉ? Được voi đòi tiên. Vâng, Nguyễn Ngọc Lan nói đúng đấy. Nhờn luật rồi, bởi vì ấy, luật pháp mình làm chưa thẳng tay, còn có nhân văn, nhân đạo quá. Đấy, thẳng tay, những cái lời nói, lời phát biểu, lời phát ngôn ra từ những cái kẻ chống đối này này, ghi lại, ghi âm lại, lấy từ đó làm bằng chứng để đưa ra trước tòa xét xử phạt tống giam. Cứ đầu tiên đánh vào kinh tế đó, đánh thật nặng vào kinh tế, vì cái tội gì? Tội phỉ báng, sỉ nhục người đang thi hành công vụ. Còn tội thứ hai á, như lấy cái chậu tôm, chậu cá hất cái lực lượng chức năng kia, là tội chống đối, cản trở người thi hành công vụ, tù 3 năm. Có gì đâu. Như ở bên nước ngoài gặp cái này, police nó vụt cho là chả biết trai gái, già bé, già trẻ bé lớn, những cái chống đối nó vụt cho nằm im tại chỗ, nó lôi lên xe, quẳng lên xe, nó xích vào đó. Việc khác nó tính sau. Đấy, còn mấy cái vụ cháy lại dùng cái hệ thống OPS phát lại, phát lên, phát xuống, phát đi, phát lại. Đúng là cái đám dân chủ quậy, cái đám ba sọc phản động này. Phát đi phát lại nào đi.
mục đích gì? Mục đích để xuyên tạc về đảng nhà nước cái trình độ quản lý yếu kém. Các vị ấy, quản lý tốt thì ngày trước đời cha ông các vị đã không đu càng đu dây rồi, đã bỏ quê hương đất nước để sống lưu vong, sống lay lất như hành khất ở nơi đất khách quê người như vậy rồi. Không có cái nỗi nhục nào bằng cái nỗi nhục phản bội quê hương, phản bội tổ quốc, đi còn ra giả oai, nói lên nói xuống, nói này nói nọ. Cả thế giới này chỉ có cái đám ba sọc Việt Nam Cộng Hòa ngụy này này mới có bộ mặt dày như cái mặt thớt ấy, biết cái thớt không? Thớt thớt băm xương châu á, đầu thì không có não, não bị chuột nó gặm hết rồi. Các ông các bà ở bên các nước tư bản phương Tây, tư bản văn minh, tư bản giấy chết đó, học được cái hay cái đẹp, những cái tốt thì các ông không truyền bá vào cho những người anh em họ hàng các ông bà để cho người ta tiếp thu cái tinh hoa văn hóa của thế giới. Những cái hay cái đẹp đó toàn là truyền bá những cái vớ va vớ vẩn, những cái văn hóa là lai căng, cái văn hóa ngụy. Cái văn hóa ngụy là ở chỗ nào? Thứ nhất, lừa đảo giỏi nhất. Cái thứ hai là sao? Nói láo nhất. Cái thứ ba, xuyên tạc giỏi nhất. Đấy là ba cái ngụy truyền bá vào cho bà con, anh em hàng xóm láng giềng của các vị ấy. Anh Nguyễn Sàng nói cũng đúng, nhưng mà luật pháp là luật pháp, cứ nể nang như vậy người ta đứng trên luật pháp, cho nên là từ một chỗ không giải quyết dứt điểm nó tung lên mạng như vậy thì các chỗ khác người ta thấy thế lại làm như vậy, lại làm theo, gọi là cái hiệu ứng domino. Nghĩa phải xử lý triệt để vi phạm pháp luật nghiêm trọng thì phải xử lý ngay những kẻ chống đối này, quất. Đàn ông, những người người ta đi làm, người ta có mấy ai người ta chống đối việc cái quy định của địa phương đâu, chỉ có mấy cái mụ này, mấy cái mụ chợ búa này mới hay chống đối đủ thứ, đủ đường, đủ kiểu vậy thôi. Nói thật đấy, các nước tư bản á, bất kỳ quốc gia nào, nước tư bản là nó chỉ phục vụ một nhóm lợi ích, gọi là từ thượng trung lưu đến thượng lưu thôi. Cái đám hạ lưu như ba sọc á thì không có cơ hội để cho các nhà cầm quyền, các lãnh đạo, cái giới trung lưu và thượng lưu người ta khó đến, người ta khinh miệt
người ta cho là công dân hạng tư thế giới rồi, nên phải biết điều đó, biết cái nỗi nhục của công dân hạng tư. Ít ra như chúng tôi ấy, ở trong nước này này là nông dân, là công dân hạng hai của Việt Nam thôi, cũng là công dân hạng hai của thế giới, bình đẳng như nhau nha. Còn cái đám ba sọc ngụy là công dân hạng tư thế giới rồi, công dân hạng ba là những kẻ vào tù ra tội, những kẻ đã có tiền án tiền sự, đã có danh sách. Còn những kẻ công dân thứ tư là gì? Những kẻ sống lưu vong lây lất, sống như hành khất ở nơi đất khách quê người. Những kẻ dân ba sọc ngụy này này là suốt ngày cầm cờ cầm quạt đi biểu tình ở từ Canada, Pháp, Úc, Mỹ này này, làm loạn dân địa phương lên, dân địa phương người ta cũng ghét. Đấy là công dân hạng tư. Những cái kẻ dân chủ quậy ở trong nước này có quan hệ ở ngoài đời cũng như ở trên Facebook với những cái đám dân chủ quậy, cái đám bao sọc ở hải ngoại này, chả có ai là tốt lành cả, chả có ai cuộc sống sau này tốt đẹp cả, đều vào tù ra tội hết, đều bị bà con anh em, thậm chí gia đình người thân người ta rũ bỏ hết. Ta tẩy chay. Bởi vì sao? Bởi vì quan hệ với những kẻ có ý đồ, mưu đồ phản động, phản quốc, phản bội dân tộc, phản bội quê hương đất nước như vậy là những kẻ tội nặng. Nặng hơn cái tội cướp của giết người. Tội phản bội Tổ quốc ấy, phản động phản quốc, cái tội này này là tội nghìn năm vẫn mang tiếng. Riêng gia đình tôi ấy, dòng họ thôi, thằng nào có ý đồ phản động phản quốc phải bước qua cái xác của tôi trước, bất kỳ là ai. Đấy là việc mà nỗi sỉ nhục những ai mà có con, có cháu, có cha, có mẹ mình tham gia vào tổ chức này, tổ chức nọ để chống đối đảng, nhà nước, phản động, phản quốc, vi phạm vào điều 79, điều 88 Bộ luật hình sự là những kẻ phản động phản quốc, là tội nhân thiên cổ, xấu hổ dòng họ anh em. Những kẻ đó đều là súc vật. Sống trên đời này á, việc đầu tiên cần làm nhất đấy là phải sống vì gia đình, vì nhân dân, vì Tổ quốc, không phải sống vì những đồng tiền USD bẩn thỉu ảo đó để lôi kéo kích động nhân dân ở trong nước tham gia tổ chức này tổ chức kia. Đặc biệt đó,
những cái nhóm diễn đàn mới mở đây này. Chưa đến lúc Dương Vy đọc những danh sách này. Còn những cái tên dài dài ngày trước đấy kêu gọi biểu tình từ tháng 7 đến nay này. Có đoàn Đỗ Minh Hạnh, Maria, Đoàn Huy Chương, Cát Linh, Xuân Trần, Sầm Kỳ Trang Trinh, Phạm Thu Hương, Huỳnh Trường Ca đã bị đi đã đi vào tù. Huỳnh Hùng Hùng Điêu Linh, Nguyễn Dũng, Hùng Hưng, Vinh Ngọc Lê, đấy như Sầm Kỳ Giang Trinh này này cũng ủng hộ cái tổ chức Đào Minh Quân này. Mụ Phạm Thị Thu Hương bị công an gọi lên gọi xuống, thời gian này lại tiếp tục live stream xuyên tạc. Bà có biết cái gì về về cái hoạt động của cơ chế hoạt động của một cửa đâu mà bà hôm nay lên nói nhăng nói quậy. Công an người ta, cơ quan an ninh người ta đã mời lên uống nước chè suốt rồi, vẫn hôm nay lại vẫn xuyên tạc về cơ chế một cửa. Bà chấp hành đầy đủ cái việc tham gia cái tổ dân phố đó. Nó cầm sổ sách các thứ lên đến bộ phận một cửa, người ta khắc có người tiếp bà. Bà đã không chấp hành cái việc làm của bà ở ngay tại thôn, tại tại tổ dân phố của mình. Bà lên cái bộ phận một cửa thì người ta yêu cầu bà xuất trình giấy tờ này giấy tờ kia, nộp các khoản các thứ đầy đủ chưa, giấy tờ bà có đúng trình tự chưa, không đúng người ta hướng dẫn bà về tiếp tục bổ sung vào để hoàn thiện, đến người ta nhận hồ sơ giải quyết cho bà. Có thế rồi bà, bộ phận một cửa phải làm việc này phải làm việc kia, bà chỉ đạo bà chủ tịch à. Toàn là cái một đám dân chủ quậy. Cứ đi nghe theo cái đám Tân Thái, Benny Trường với bọn Lisa, Ly Siếc, bọn đấy thì các bà còn hỏng đời nữa. Không những hỏng đời các bà bây giờ đã thuộc diện theo dõi rồi, thuộc diện nhân dân trong nước, đặc biệt là cộng đồng mạng người ta cũng tẩy chay rồi, ở phường, ở tổ dân phố người ta đã tẩy chay các bà rồi. Thậm chí cái bà Phạm Thu Hương này đã bị con cái, con tẩy chay, mẹ, chồng đập cho mắt tím hết rồi vì cái tội tuyên truyền xuyên tạc. Vẫn không chừa, vẫn thích làm dân dâm chủ quậy. Bà thử xem, nghĩ xem ở Hải Phòng thì có được mấy người gọi là dân chủ quậy, dân chủ đều cáng như bà, toàn nói láo toét như bà. Tôi thấy dân ở Hải Phòng á, sống rất là điềm đạm, rất là vô tư, ok. Tôi đã có thời gian sống ở đấy gần 2 năm nên tôi biết là người dân Hải Phòng người ta sống nào. Người ta lo làm ăn kinh tế.
Mình thì lo đi chống đối đảng nhà nước, đến nỗi chồng đập cho mấy lần mắt tím hết rồi, mỏ thì phù lên rồi, con thì từ cả mẹ rồi, nhưng mà vẫn không từ bỏ cái việc chống đối. Gia đình cả hai bên nội ngoại đã từ bỏ bà rồi, bà còn gì để mất nữa, bà đi chết đi luôn đi, nhảy xuống biển tự tử ra cảng Đình Vũ ấy. Nhảy xuống biển làm mồi cho cá đi, sống trên đời làm gì để nhục cả dòng họ, cả con cái của bà ra. Vâng, chào cô Hoàng. Đấy, bà cứ đi tiếp xúc với cái nhóm ấy nhiều đi, như Huỳnh Trường Ca ấy, thấy chưa? Bị bắt tạm giam 4 tháng, 4 tháng sau mới xử theo điều 79. Chết chưa? Những cái danh sách mà tôi, những cái tên mà bọn tôi hay điểm danh ấy, cộng đồng mạng hay điểm danh này này, kiểu gì kiểu cơ quan an ninh điều tra người ta cũng thu thập đầy đủ chứng cứ, các bà, các ông, các bà đều bị đi tù hết rồi, bởi vì người ta xác định các ông, các bà là cái mục tiêu để kêu gọi chống phá đảng nhà nước nhiều nhất, nên cần phải xử lý triệt để những cái thành phần người ta mạng xã hội để lên làm gì, để lên giao lưu kết nối chia sẻ những cái hay cái đẹp để giải trí. Mình lên đây làm chính trị để phá hoại chính trị chính em gì ở đây, toàn kêu gọi thì những người mà bất mãn với chế độ, những biểu tình biểu tọt phá hoại này phá hoại kia. Có ngon đấy các ông các bà, tự ra cái đảo hoang ở đâu á, hoặc sang châu Phi ấy, thành lập ra một cái chính phủ nào đấy đi, sau là về Việt Nam nhá. Chứ các vị đứng ở trên lãnh thổ Việt Nam này, còn những người dân như chúng tôi, các vị không có cửa ở đấy đâu. Nói nhanh cho gọn vậy. Làm cái gì làm được sự ủng hộ của vợ, của con, của chồng, của con thì người ta, của gia đình, dòng họ người ta mới bền vững được, đặc biệt hơn ấy, được sự cho phép của nhà nước, của chính quyền địa phương về việc làm cái hành động của mình ấy. Thì còn được chứ, cái việc làm mình đi trái với cái lợi ích quốc gia, trái với lại cả tôn ti trật tự dòng họ. Đấy, như Lê Minh Thể chăn vịt đấy, Huỳnh Trường Ca bị bắt cái thỉnh thoảng mới thò móm lên mạng của Sĩ Đăng với của Daniel. Ngoài ra toàn mò dình sang diễn đàn Tân Thái, Benny Trương, Sophia các thứ này. Ở trong nước có dám mở diễn đàn ra kêu gọi nữa đâu. Những cái kẻ ở trong nước này này tham gia vào các diễn đàn ở hải ngoại để kêu gọi biểu tình, kích động biểu tình chống phá đảng nhà nước này, những cái kẻ đấy là tội còn nặng hơn những kẻ mở ra diễn đàn. Bởi vì sao? Bởi vì những kẻ lợi dụng các diễn đàn hải ngoại để tuyên truyền xuyên tạc, đưa những cái thông tin không chính xác ra hải ngoại để cho bà con hải ngoại hiểu lầm về tình hình
kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, đặc biệt hơn là cái văn hóa của con người Việt Nam, nhằm chia rẽ cái khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ vùng miền. Đấy là việc làm của những kẻ chị Giao Hoàng ơi, lên lại sập nick ngay, không lên được đâu chị ạ, nó chưa mở hẳn cho em đâu, bị mấy thằng nó báo cáo suốt, thì hôm nay mới chặn được 2-3 thằng, còn mấy thằng nữa cơ, bọn nó vào báo cáo toàn video em nhiều á. Như chị Gia Hoàng nói, đúng cái đám Ba Sọc với đám Dân Chủ Quậy này không bằng một con chó với đôi đúa. Làm ăn thì không lo. Đấy, như cái ông Đào Quang Thực ấy, là giáo viên ở một huyện Đà Bắc của tỉnh Hòa Bình. Huyện Đà Bắc cách thành phố Hòa Bình khá là xa cơ, mà là một huyện hẻo lánh, vùng sâu vùng xa. Vậy mà cũng đi nghe theo cái đám Đào Minh Quân này này, tuyên truyền xuyên tạc về hại cả đời mình. Không những đời của ông ấy, còn đời của con cháu mình. Thằng cha này có ý đồ phản động này, có ý đồ lật đổ chính quyền nhân dân này. Bạn bè bọn nó nghĩ sao? Còn ngẩng mặt lên với thiên hạ được không? Hay lại tiếp tục tiếp nối con đường cha ông? Đời cha lầm bừa đường, đời con sẽ lỡ bước đối với cái việc tham gia vào phản động này này. Đang là giáo viên ngon lành, dạy học thì không chịu dạy, cứ ra vẻ ta đây giỏi hơn thiên hạ, nghe theo cái đám Đào Minh Quân về kích động tuyên truyền xúi dục tham gia làm cái này làm cái nọ, đến lúc vào tù lại tại số gì, số má gì, cái này là ý thức của các ông. Xấu hổ cho con cái của ông. Riêng bây giờ với cái hồ sơ mà cha con cái của Đào Quang Thục này này. Đào Quang Thực này. Đi xin việc ở đâu, đi làm gì, các công ty doanh nghiệp người ta đã không nhận á. Anh em hàng xóm láng giềng người ta cũng đã từ bỏ hắt hủi đi đó. Bởi vì sao? Bởi vì thằng cha phản động, phản quốc. Đấy, như Trịnh, anh em của Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương ấy, đi mà kết hợp với bọn nó đi, kiểu gì kiểu chả có mối liên hệ. Bởi vì thế này, sáng nay ấy, các thằng Trịnh Bá Tư định lên tham dự cái phiên tòa của Đào Quang Thực này, chào Du Nam.
Làm gì làm, sống muốn phạm tội gì cũng được, trừ cái việc phản bội phản quốc, tội cướp của giết người các thứ, đấy là việc của người ta tôi không nói. Nhưng mà cái tội phản bội phản quốc, phản tổ quốc, phản nhân dân này, cái việc này tôi căm thù nhất, nên tôi phải chửi cái đám này hại nước hại dân, chả có lợi ích gì, nhằm đưa chiến tranh bom đạn gieo rắc trên khắp đất nước. Đời cha các ông đã làm rồi, bây giờ đến đời các ông, con cháu các ông định làm cái việc đấy nữa. Thương binh liệt sĩ khắp nơi, có người thì chưa tìm thấy xác, có người thấy xác không biết tên, có mộ có tên, có mộ không tên, trắng bốp hết đồi núi khắp, từ địa đầu tổ quốc cho đến cuối mũi Cà Mau. Vậy mà các vị còn muốn làm điều đó nữa. Thôi cũng muộn rồi, Dương Vi xin kết thúc cái diễn đàn này ở đây. Kính chúc mọi người có một buổi tối ngủ thật ngon giấc.